Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nội dung đầu tiên của 7 nụ cười xuân mùa năm, Lâm Vị Dạ, Lan Ngọc, Thúy Ngân. Là ba bóng hồng của chương trình, nhan sắc của Lan Ngọc, Thúy Ngân, Lâm Vị Dạ khiến fan xích xò. Chỉ còn vài ngày nữa, 7 nụ cười xuân sẽ chính thức comeback với mùa năm. Lần này chương trình vẫn giữ lại dàn cast cũ, nhưng theo những hé lộ trên fanpage, 7 nụ cười xuân hứa hẹn sẽ có thêm nhiều điều ấn tượng khác. Tuy nhiên, nội dung đầu tiên của chương trình đã được hé lộ, đó chính là bộ ba xinh đẹp, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Lâm Vị Dạ. Trong trang phục đầy màu sắc, ba chị em thân thiết của 7 nụ cười xuân súng xính bên nhau và mọi người đều có sự nổi bật riêng. Trước đó, ekip sản xuất hé lộ về thời gian phát sóng, khán giả không khỏi phấn khích bởi sau 4 mùa, 7 nụ cười xuân vẫn là một trong những chương trình hài giải trí được yêu thích. Thời điểm mùa 4 kết thúc, các fan của chương trình liên tục để lại những bình luận, mong 7 nụ sớm có thêm mùa mới. Lan Ngọc dịu dàng nhưng không kém phần tinh nghịch với bộ váy hoa. Thúy Ngân xinh xắn khi để kiểu tóc thắt bím đáng yêu. Chị cả Lâm Vị Dạ cũng trẻ trung không kém hai cô gái khi diện váy rực rỡ. 7 nụ cười xuân là chương trình do Đông Tây Promotion sản xuất với nội dung là dàn cast 6 người sẽ cùng khách mời trải qua nhiều trò chơi vận động khác nhau. Sau cùng mỗi đội sẽ dựa vào số điểm đạt được để áp dụng thưởng phạt. Ở mỗi tập các nụ đều sẽ diện trang phục theo concept riêng và tương đồng với nhau. Thêm vào đó, 7 nụ cười xuân là chương trình quy tụ vừa muối của showbiz Việt cùng loạt thử thách, hình phạt bá đạo nên đã trải qua 4 mùa, đây vẫn là một show giải trí được yêu thích. Tập 1 của 7 nụ cười xuân mùa năm sẽ lên sóng lúc 21 giờ thứ hai, ngày 22 tháng 11 trên kênh HTV7 và kênh YouTube Đông Tây Promotion. Trước đó, trưa ngày 9 tháng 11, fanpage 7 nụ cười xuân đăng tải poster với hình ảnh của Trường Giang, Tuyến Lực, Lâm Vị Dạ, Trương Thế Vinh, Lan Ngọc và Thúy Ngân cùng câu đố ghép từ chính thức công bố chương trình sắp trở lại với mùa năm. Bên cạnh những bình luận thể hiện sự hào hứng cho ngày phát sóng, các fan của 7 nụ cười xuân cũng nhiệt tình đoán tên khách mời nào sẽ xuất hiện trong tập đầu tiên của mùa năm cho ngày 7 nụ mùa năm lên sóng. Ai yêu cầu đổi dàn cast chứ những người này chơi với nhau quá thân rồi, giờ đổi là trệt liền, yêu các cụ, yêu các nụ, yêu 7 nụ lắm vì sự ấm áp vui vẻ và anh em xem nhau như gia đình và cũng rất thích dàn cast này nhưng hy vọng khách mời đến 7 nụ sẽ có những gương mặt mới. Hóng khách mời là Gu Lê, Dinh Tuấn Kiệt, Buka, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Thiên Nga. Chừng nào phát sóng vậy, chờ mãi mới thấy lên mùa năm, khách mời là ai ta? Đó là những bình luận đến từ phía cư dân mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.